xuống dương chân một chiều mưa bay nhiều. Và vì thương đời lính, thương kiếp sống phong xưa, nên dù rằng một hôm tiến quất người đem sai mây hồng làm xe đưa tiền về. Nói dối tin còn không dần trời và tin chưa về đâu. Nàng tiên dáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay, đang đứng bên anh nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, nếu mà trời gọi về thì em có về không? Mỉm cười em nói em thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói tiếng thính dương gian với chiều mưa thật nhiều.